Chào mừng các em đến với kênh Vật lý Trung học Phổ thông. Buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em chủ đề ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ở sách khoa học tự nhiên lớp 7. Và trước khi vào chủ đề, các em hãy quan sát trên hình và trả lời cho thầy câu hỏi là khi chúng ta đi ngắm hồ gươm, chúng ta nhìn ở dưới mặt nước thì cái hồ lại là cảnh bị lộn ngược. Tại sao như vậy? Nguyên nhân nào là chúng ta thấy cái ảnh của cái hồ gươm chúng ta là nó bị lộn ngược? Và để trả lời câu hỏi này, thầy cho chúng ta đi vào chủ đề nhé. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Một la mã là tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Thì thầy cho chúng ta sẽ tìm hiểu coi là ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh gì và cái độ lớn như thế nào. Rồi cái khoảng cách từ vật đến gương và từ ảnh gương sẽ như thế nào. Một nhỏ là ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có hướng được trên màn trắng không. Rồi đầu tiên chúng ta làm thí nghiệm 1 là thầy sẽ dùng một cái gương có giá để cho nó đứng, rồi một cái viên pin, ở đây là viên phấn hoặc là viên pin, và thầy là chọn viên pin, và một cái tấm bìa làm cái màn hứng. Và khi thầy đặt viên pin trước gương thì thầy sẽ thấy ảnh viên pin, và phía sau lưng gương là thầy sẽ dùng cái tấm bìa để thầy hứng ảnh. Và như vậy là theo các em, thầy có hứng được ảnh hay không? Và thầy đã lấy tấm bìa, thầy hứng, thầy di chuyển ha, nhưng mà kết quả là như thế nào các em? Là thầy không hứng được. Như vậy là từ đây thầy có thể kết luận điều gì các em? Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn trắng và chúng ta gọi là ảnh ảo. Chúng ta không hứng được thì chúng ta gọi nó là ảnh ảo. Hay nhỏ là chúng ta tìm hiểu là độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không? Độ lớn của ảnh có bằng của vật hay không ha? Rồi, tiếp tục thầy cho chúng ta làm thí nghiệm số 2 là cũng giống như thí nghiệm 1. Nhưng mà ở đây là thầy sẽ thay cái gương bằng một cái kính phẳng. Kính phẳng. Rồi. Và dùng viên phấn thứ hai bằng viên phấn thứ nhất đưa ra sau gương. Để chúng ta, ở đây là thầy dùng pin nha các em, ở đây là thầy dùng pin. Rồi, là để thầy sẽ so sánh cái ảnh trong gương với là cái vật đặt trước gương sẽ như thế nào. Và sau khi thầy thầy so sánh thì thầy thấy là như thế nào các em? Rồi, từ đây thầy đi đến kết luận nha các em. Là cái độ lớn ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là bằng với độ lớn của vật, ảnh là bằng vật luôn, tức là cái độ cao của ảnh, kích thước của ảnh bằng kích thước của vật. Rồi như vậy là chúng ta có cái lần số 2 ha, là độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật. Rồi tiếp theo là thầy sẽ tìm hiểu coi là cái khoảng cách từ một điểm vật đến gương và khoảng cách từ ảnh đến gương nó như thế nào với nhau. Thầy tiếp tục làm thí nghiệm số 3. Rồi, thầy sẽ dùng một cái viết chì, thầy sẽ kẻ cái đường MN của gương, và thầy sẽ dùng một cái thước để thầy sẽ đo khoảng cách từ vật đến gương và từ ảnh đến gương. Rồi, sau đó là thầy sẽ đưa ra kết luận. Rồi, các em xem ha. Đây, thầy sẽ kẻ đây, nhìn nha. Đây, đầu tiên là thầy để một cái vật là có như trước gương, là đánh dấu ở vị trí số A. Và ảnh trong gương là thầy đánh dấu A phẩy. Rồi, sau đó là thầy sẽ lấy cái giấy chì, thầy kẻ cái đường MN của gương. Rồi, rồi sau đó là thầy sẽ dở cái gương lên. Và thầy dùng thước, thầy sẽ đo khoảng cách từ A đến gương đến và
từ A phẩy đến gương thì kết quả đều là đây là từ 0 đến 2, còn đây là từ 2 đến 4, vì vậy là đều 2 cm hết nha các em. Như vậy là từ đây thầy sẽ có kết luận gì đây? Điểm điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một phẳng là bằng nhau, vậy là khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Đây là kết luận số 3. Và sau 3 thí nghiệm này thầy chốt lại kiến thức. Đây là kiến thức của một la mã nè. Như vậy là sau khi học cái một la mã các em nắm cho thầy nè. Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn trắng và nó là ảnh ảo. Rồi độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương bằng độ lớn của vật. Thứ hai là khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. Rồi sau khi chúng ta đã có cái kiến thức đó rồi, ở một la mã rồi, thì chúng ta sang hai la mã là chúng ta giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng. Giờ chúng ta giải thích cái nguyên nhân nào chúng ta sẽ thu được ảnh tạo bởi gương phẳng. Thì thầy sẽ làm câu số 4 như hình 5.4. Và ở đây có một cái điểm sáng S, thầy đặt trước gương và thầy sẽ kẻ hai cái tia tới SI và SK, vô số tia nhưng mà thầy vẽ hai tia từng chân thôi nha các em. Và thầy sẽ lần lượt nè. A nhỏ là thầy vẽ S phẩy của S bằng cách vận dụng cái một la mã mình mới học. Rồi sau đó là thầy sẽ vẽ tia phản xạ của SI và SK. Và sau đó thầy sẽ đánh dấu vị trí S phẩy, vị trí đặt mắt để nhìn thấy S phẩy. Và cuối cùng là giải thích. Rồi lần lượt nha các em, A nhỏ là chúng ta sẽ vẽ. Thì chúng ta biết rồi, ảnh tạo bởi gương phẳng là khoảng cách từ vật đến gương bằng cách từ ảnh đến gương. Và ở đây là cái gương học tới cho nên được kẻ một cái đường kéo dài. Đã nói khoảng cách là các em phải kẻ cái đường vuông góc. Và khoảng cách SH sẽ bằng H phẩy cho thầy nha. Rồi sau đó tôi đánh dấu là S phẩy. Rồi sau đó là từ cái điểm S này nè, thầy sẽ kẻ cái đường kéo dài. Và khi tới gương thì sẽ là cái tia sáng, hai tia phản xạ. Và thầy cũng đo được là góc tới bằng góc phản xạ. Và thầy đánh dấu cái vùng nhìn thấy. Và chúng ta lưu ý cho thầy là ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Và ở đây là chúng ta có là cái tia phản xạ truyền vào mắt chúng ta. Vậy là cái vùng thầy gạch gạch nè, chính là cái vùng mà đặt mắt sẽ nhìn thấy ảnh S phẩy. Và giải thích vì sao ta nhìn thấy S phẩy mà không hứng được ảnh của nó trên màn trắng. Thì các em thấy nè, cái tia sáng thì nó như thế này. Như vậy là chúng ta thấy là cái tia phản xạ có xuất phát từ S phẩy hay không, hay là chỉ là đường kéo dài, chỉ là một cái đường kéo dài của S phẩy thôi. Thì chúng ta thấy rõ ràng nó là cái đường kéo dài của hai tia phản xạ, cho nên nó là ảnh ảo. Cho nên là đây là ảnh ảo và không hứng được trên màn, đây chẳng qua là đường kéo dài thôi chứ không phải là xuất phát từ S phẩy. Và đây chính là ảnh ảo nha các em. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ chốt lại vấn đề. Ta nhìn thấy ảnh ảo S phẩy vì các tia phản xạ lọt vào mắt có chấm chấm đi qua ảnh S phẩy. Vậy là chúng ta sẽ điền từ gì đây các em? Đường kéo dài ha, điền đường kéo dài thôi. Và ảnh của vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật, vô số điểm nha. Đây mình sẽ vẽ, nãy thì vẽ chỉ một điểm thôi nhưng mà nó vô số điểm. Bây giờ chúng ta đã có cái kiến thức rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta vẽ cái ảnh của cái mũi tên này cho thầy. BA, và thầy đặt cái gương ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ như thế nào theo các em. Đầu tiên ở vị trí số A nè, các em lấy một cái điểm đối xứng qua vuông góc từ A đến gương bằng A phẩy đến gương và phải là vuông góc nha. Rồi tương tự là lấy một điểm B phẩy đối xứng qua B nè, cũng là vuông góc.
Rồi và sau đó là chúng ta nối A phẩy B phẩy lại là chúng ta sẽ được ảnh đây, lấy một cái đường đối xứng A phẩy, lấy đối xứng B phẩy, đó là chúng ta sẽ kẻ vô số điểm, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cần kẻ hai điểm thôi. Rồi, vậy là chúng ta đã nắm được cái cách để chúng ta vẽ ảnh tạo bởi gương phẳng. Và bây giờ một vấn đề rất quan trọng đây, hãy giải đáp thắc mắc của bé ở đầu bài là tại sao là đi xem cái hồ gươm thì nó bị lộn ngược. Rồi, thì đây các em lưu ý cho thầy nha. Thì ở đây các em giả sử các em vẽ cái ảnh mũi tên BA cho thầy. Ở đây mình vẽ cái ảnh của BA thì chúng ta thấy là điểm B đối xứng với điểm B phẩy qua gương. Rồi điểm A đối xứng với A phẩy qua gương, thì chúng ta thấy cái mũi tên là nó lộn ngược, hay cái hồ nó tương tự như vậy. Và cái ảnh của cái hồ khi chúng ta nhìn là thấy là cũng lộn ngược ha. Rồi. Và chúng ta đã giải đáp được thắc mắc của bé rồi ha. Rồi cái chủ đề ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng của chúng ta đến đây là hết. Thầy chào tạm biệt các em. Nhờ các em đăng ký kênh, like, share, ủng hộ thầy nhé. Và đón xem chủ đề tiếp theo.